cô đang nấu cơm ở nhà đó, cô nghe cái bé nó ở sớm nó chạy ngang á, nó chạy về nó kêu kia hả, cô ra đó đi con hả, mình cô không biết, cô đi tuốt cái kia, cô đi bộ quá, cô mới vòng trở lại, cô thấy người ta quẹo vô đây, cô mới là đi theo. Đang nấu cơm thì nghe có người chỉ chỗ phát cơm miễn phí. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, một nữ tạp vụ đang ở trọ tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, đã đi theo dòng người tới địa điểm ngồi chờ nhận cơm. Kể từ khi quận Gò Vấp thực hiện chỉ thị 16 phòng dịch Covid-19, cứ trưa mỗi ngày, nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn như bà lại tập trung tại con hẻm 293 đường Quang Trung để nhận cơm từ thiện. Đa phần những người tới nhận cơm đều có hoàn cảnh khó khăn, dịch bệnh xảy ra khiến họ bị thất nghiệp, phải lo ăn từng bữa. Trước khi mà dịch đó thì con cái nó bán rau cải quận 12 đó con, rồi nó cho rau cải với lại mình làm ở trong quán, thì ví dụ thức ăn dư thừa đó cô đem về. Thì từ bữa dịch tới giờ thì cô ở nhà con, rồi gạo với trứng rồi á, cũng có hàng xóm người ta cho cô được mấy ký gạo, trong nhà hàng cũng cho cô được bữa hôm hai mấy tay cũng cho cô được 5 ký với lại 10 cái trứng gà. Thì bây giờ tùy bên đây ví dụ hỗ trợ cho cô được cái gì thì cô cảm ơn, chứ cô thì rất là thiếu thốn nhiều. Như bữa 5 tay tiền nhà tới thì cô cũng không có tiền nóng tiền nhà. Cô cũng hẹn với chủ, cô nói là để chừng nào mà cô có đi làm trở lại đó thì cô vô cô vay mượn được á, thì cô xin về đóng tiền. Địa điểm phát cơm cho những người dân ở đây cũng hết sức đặc biệt, bởi đây vốn là một nhà hàng. Dịch ập tới, nhà hàng này phải đóng cửa nên anh Dương Thiện Trơn, chủ nhà hàng cùng các nhân viên ở đây đã nảy ra ý định nấu cơm phát cho lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát và những người dân có hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn quận Gò Vấp. Ngày đầu mình dự định là 300 phần thôi, nhưng mà hôm nay đó là hơn 800 phần rồi. Mỗi ngày nó mỗi ngày nó tăng. Và ở bên phường hiện tại giờ mình cũng hỗ trợ với các chốt là đã lên tới 450 phần rồi. Thì anh cũng thấy là nãy giờ là các phường ta xuống ta nhận về ta phát lại cho bà con hoặc là mấy đồng anh em ở đó. Do nhà hàng đã có sẵn lượng nhân viên và đầu bếp nên không phải thuê mướn thêm người ngoài. Tuy nhiên, để chuẩn bị đủ hơn 800 phần cơm thì những nhân viên ở quán cơm đã phải lên thực đơn từ ngày hôm trước, sau đó dậy sớm để nấu cơm thức ăn rồi đem cho vào hộp. Mỗi người dân sẽ nhận tối đa 3 phần cơm, nhưng người lấy giúp cho người khác thì phải thông báo trước. Ngay những ngày đầu là mấy anh em cổ đông mình tự bỏ tiền túi ra làm, nhưng mà sau đó khi mà mọi người biết tới thì người cho gạo, người cho trứng, người cho cá, người cho mực cũng rất là vui. Và có một số mạnh thường quân mình cũng không biết họ là ai hết, nhưng mà họ tự tới đây họ cho tiền mình cũng nhận đó, để cho nó cái thức ăn nó được thoải mái hơn xíu. Đúng 11 giờ trưa, những phần cơm được chuẩn bị xong sẽ được nhân viên của quán chia thành 2 phần. Một phần sẽ giao cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát, phần còn lại sẽ phát trực tiếp tại quán cho người dân tới nhận.